Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thực hiện cơ chế đặc thù đã góp phần đảm bảo tiến độ, rút ngắn thời gian thi công. Tuy nhiên, do triển khai khối lượng lớn các dự án trong cùng một khoảng thời gian, khiến việc thực hiện vẫn còn lúng túng, vướng mắc. Mà điển hình là dù đã có cơ chế đặc thù về cấp mỏ vật liệu xây dựng, nhưng vẫn thiếu nguồn vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là cát đắp nền đối với một số dự án tại đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó cũng cần làm rõ hơn cơ chế đặc thù về phân cấp phân quyền cho địa phương. Phân cấp cho chính quyền cấp tỉnh có đủ năng lực làm cơ quan chủ quản thực hiện các đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn có gì khó khăn trong khâu điều hành. Đây là chính sách mới chưa có tiền lệ nên cũng cần có thời gian thực hiện rút kinh nghiệm để chúng ta có cái nhân rộng. Các đại biểu cũng đề nghị đánh giá kỹ lưỡng việc kéo dài thực hiện các chính sách đặc thù trong nghị quyết số 43 về việc cho phép chỉ định thầu đối với một số gói thầu trong thời gian tới. Riêng với cơ chế chỉ định thầu, tôi cho rằng chỉ nên áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh để đảm bảo tính kịp thời. Còn trong bối cảnh bình thường thì cần áp dụng các quy định chung của pháp luật về đấu thầu để đảm bảo tính công khai, minh bạch, không cho phép lợi dụng pháp luật. Đề nghị Quốc hội xem xét tiếp tục mở rộng áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù, không chỉ áp dụng cho các công trình quan trọng quốc gia như đường cao tốc, mà cả các công trình quan trọng khác của quốc gia, của tỉnh. Như thế sẽ tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc trong rút ngắn thời thủ tục đầu tư, chủ động nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư, sẽ làm cho giải ngân vốn đầu tư công nhanh và hiệu quả. Về các cơ chế đặc thù, tại Nghị quyết 43 về việc phân cấp cho các địa phương làm cơ quan chủ quản đối với các dự án tuyến đường cao tốc, nhiều đại biểu cho rằng, qua giám sát cho thấy, có nhiều địa phương đã làm rất tốt, nhưng cũng có địa phương còn lúng túng. Nếu áp dụng nhân rộng mô hình này, đại biểu cho rằng cần chú ý hai điểm. Thứ nhất, cần nâng cao năng lực thực hiện của các địa phương. Thứ hai là đi đôi với quyền hạn, cần quy định rõ hơn về trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.